Truyền thông phòng khám cha tự yêu thương cho không thì các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự yêu thương cho không thì các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong hành trình đối mặt với căn bệnh ung thư vú, câu chuyện của chị Trương Thị Bích Pha ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là một minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Khi chị Bích Pha phát hiện mình mắc bệnh ung thư, cuộc sống của chị và gia đình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chị Bích Pha đã trải qua những tháng ngày điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, chị không ngừng cầu nguyện, khấn nguyện Chúa ban cho chị sức mạnh và hướng dẫn con đường hồi phục. Một ngày nọ, khi đang tìm kiếm hy vọng trên trang YouTube, chị Trương Thị Bích Pha tình cờ xem được một video clip truyền thông về phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Ngay lập tức, điều gì đó trong chị cảm thấy được an ủi và tin tưởng. Chị Trương Thị Bích Pha quyết định viết đơn đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư tại đây với hy vọng có được những cơ hội mới trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Sau gần 5 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha tường yêu thương cho không các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, một phép màu đã xảy ra. Chị Trương Thị Bích Pha đã hoàn toàn bình phục. Gia đình, bạn bè và đặc biệt là chị đều cảm thấy vui mừng không tả xiết, niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết rằng cuộc sống của chị đã trở lại bình thường và những giấc mơ tưởng chừng như đã bị bỏ lỡ giờ đây lại được thắp sáng. Chị Trương Thị Bích Pha đã dành những lời cảm ơn chân thành đến Chúa, cố linh mục, nhà nghiên cứu cha Pero Nguyễn Văn Tường cùng với các thầy thuốc, nhân viên, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn đồng hành và hỗ trợ chị trong suốt thời gian khó khăn. Câu chuyện của chị Trương Thị Bích Pha không chỉ là một hành trình chữa trị, mà còn là một biểu tượng của niềm tin, hy vọng và sức mạnh của con người khi đối diện với thử thách. Phòng khám cha tự yêu thương cho không như các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tự hào được góp phần vào hành trình hồi phục của chị cùng với nhiều bệnh nhân ung thư khác đang cần sự giúp đỡ. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những ai chiến đấu với bệnh tật và khẳng định rằng không ai phải đối mặt với nỗi đau một mình và không ai bỏ lại phía sau. Xin trân trọng. Dạ thưa chị có thể cho em biết á là chị họ tên gì, rồi chị đến từ đâu không? Dạ em tên là Trương Thị Bích Pha, em ở Đức Hòa, Long An. Chị có thể cho biết á cái bệnh của chị đầu tiên á là cái triệu chứng như thế nào, rồi sau đó chị đi đâu để khám bệnh nhỉ? Dạ triệu chứng ban đầu em là em phát hiện nó có khối u, cái em mới đi khám ở ung bướu 2 á, là nói em bị u ác, có yêu cầu em mổ và hóa trị, nhưng mà em bị giảm cân rất là nhiều, em nghĩ là mình không thể nào làm được, thành ra em mới qua lên đây. Thưa chị có thể cho biết cái cơ duyên mà chị biết cái phòng khám như thế nào chị? Dạ lúc đó em ở trong ung bướu á, do bác sĩ có nói em là của em có thể là tái phát lại, thành ra em rất là lo. Tại vì sức khỏe em cũng không tốt, em điều trị một lần chưa chắc đã ổn rồi, đừng nói chi mà tới lần hai. Cái em lúc đó lo lắng lắm, cái sao mà cũng may là ở kế bên hông bệnh viện á có cái ngôi miếu thờ Phật và Chúa nữa, cái em ra ngoài em cầu xin cho con là gặp trúng thầy trúng thuốc, con không phải điều trị gì, bên đây con không thể, con bị bệnh gan nữa, con không thể hóa trị được. Cái sao mà may mắn nên cái clip của anh Thành Võ là phòng khám cha đã hoạt động lại rồi. Dạ rất là nhờ ơn trên chị giúp em mới biết đến đây chứ từ hồi xưa giờ là em không có theo dõi, mà em khấn vậy cái là lên cái clip anh Thành Võ thông báo là phòng khám cha đã được hoạt động lại rồi, thành ra em mới đến đây. Rồi sau thời gian mà chị bị bệnh ở đây xong xuôi á, chị bị bệnh thời gian là bao nhiêu ngày, rồi sau đó chị mới vừa đi khám bệnh ở đâu và kết quả như thế nào vậy chị?
Dạ, 30 ngày em có về bệnh viện Hòa Hảo ở thành phố, em xét nghiệm là đã tốt rồi. Nhưng mà tại vì em muốn xin thêm để ở lại dự đám giỗ của cha. Lần này đã được gần 5 tháng anh. 3 tháng là đã có kết quả tốt rồi. Các bác sĩ phân tích kết quả mình như thế nào, người thầy Thanh nói như thế nào ấy? Dạ, thầy Thanh nói là kết quả quá đẹp luôn. Chỉ số máu xuống rất là đẹp. Chị có thể bày tỏ cái niềm vui mừng của gia đình rồi bản thân chị như thế nào về những kết quả? Dạ, đây là chuyện không thể ngờ luôn. Không có nghĩ mà có phương pháp của cha lại tốt đến như vậy, trị ung thư. Giống như là em đi du lịch vậy, nó không có đau đớn gì hết trơn. Mọi người mừng quá trời. Chị có thể cho biết trong thời gian mình trị bệnh ở đây nè, tất cả gạo, nước, thuốc là mình nhận như thế nào, và có ai đề cập vấn đề tiền bạc cho mẹ chị? Dạ không, được miễn phí hoàn toàn. Vì tụi em cũng lo là sợ là các thầy không có đủ sức lo tại bệnh nhân càng ngày càng đông á. Nhưng mà thầy luôn an ủi và động viên, coi y như là người thân của mình. Thầy nói là bệnh nhân cứ yên tâm chữa trị, còn các cái khác để thầy lo. Thầy chăm sóc y như là người nhà của mình vậy đó. Chị có thể cho biết thêm cái tinh thần, cái thái độ phục vụ các thầy đó như thế nào? Dạ, quá tốt luôn thầy ơi. Vừa tận tâm, vừa có đức, vừa có tài. Quá tốt luôn. Đến thời điểm giờ là em chưa gặp ở nơi đâu mà được như thế này hết trơn. Rồi trong thời gian thì bệnh ở đâu á, chị có sau khi chị về nhà là chị có lưu lý hoặc để cái ấn tượng gì ở đây không vậy? Dạ có, rất quý mến thầy rất là nhiều. Về rất là buồn luôn á. Rồi trong thời gian tới là mình có tiếp tục giữ gìn phát đồ không? Dạ có. Những gì ở đây hướng dẫn thì em lại sẽ làm theo thôi, tại vì được thầy cứu giúp như thế này là quá tốt rồi. Mình không thể làm sai phác đồ được nữa. Rồi, cảm ơn chị. Chúc chị về nhà, sum họp gia đình, có được những cuộc sống tốt sau này nha chị. Dạ, dạ em cũng có đôi lời cảm ơn, tạ ơn Chúa và tạ ơn cha. Dạ, cảm ơn quý mạnh thường quân, quý thầy đã giúp đỡ, hỗ trợ điều trị cho em để bảo vệ được cái sự sống của em đến ngày hôm nay. Em xin cảm ơn ạ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi, Cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư Cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá Cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được Cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi.
chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng bắn trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được... Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà cô chú anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn, đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương,
và rẽ phải đi vào khoảng 500 mét. Quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.